Hyundai vừa trình làng mẫu xe Sonata 2024 mới, với ngoại thất được nâng cấp tại thị trường Bắc Mỹ. So với các thị trường khác, Hyundai Sonata 2024 tại thị trường Bắc Mỹ không có quá nhiều khác biệt, nhưng sở hữu tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh. Không khác gì các mẫu SUV cùng nhà, Hyundai Sonata cũng sử dụng hệ dẫn động 4 bánh HTRAC, Hyundai Traction. Khi cần thiết, hệ thống này sẽ phân phối lực từ trước ra sau. Khả năng bám đường của hệ dẫn động 4 bánh được khách hàng tại các vùng khí hậu lạnh đánh giá cao. Những người đặt hy vọng vào chiếc Hyundai Sonata N-Line AVKD thể thao có thể phải thất vọng. Các khách hàng chọn động cơ Line cũng gặp phải tình trạng này, khi hệ dẫn động 4 bánh chỉ có trên bản động cơ hút khí tự nhiên dung tích 2.5, 4 xi lanh. Hyundai Sonata 2024 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensor Autosize, kết hợp với dải đèn Seamless Horizon làm kéo dài theo chiều rộng của đầu xe. Cản trước của mẫu xe cùng phân khúc với Toyota Camry được làm mới, đèn pha thiết kế mỏng và hốc hút gió lớn hơn. Khu vực đuôi xe của Sonata có đèn hậu họa tiết chữ H, cản sau được thiết kế kiểu đối xứng. Những khách hàng thích sự mạnh mẽ có thể lựa chọn phiên bản Hyundai Sonata N-Line. Phiên bản này nổi bật với hệ thống 4 ống xả, cánh gió màu đen, bộ mâm xe hợp kim 19 inch và cụm lưới tản nhiệt lớn hơn. Chưa dừng ở đó, Sonata N-Line còn có màu sơn Aero Matte Silver độc quyền. Bên trong cabin, Hyundai Sonata 2024 sở hữu cặp màn hình 12,3 inch, một cho hệ thống thông tin giải trí và một dành cho người lái, liền khối với màn hình cong phía sau vô lăng. Mẫu xe đối thủ của Toyota Camry cũng được Hyundai trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose cùng màn hình HUD. Ngoài ra, không thể không nhắc tới công nghệ Digital Key 2, cốp chỉnh điện và Center Point 360. Có thể phân biệt Hyundai Sonata N-Line với các phiên bản thông thường dựa vào các điểm nhấn sơn màu đỏ và đường chỉ khâu màu đỏ tương phản. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc tới các hoa văn trang trí kiểu kim ngoại. Tại thị trường Bắc Mỹ, Hyundai Sonata 2024 có 3 tùy chọn động cơ gồm động cơ Hybrid 2.04 xi lanh, động cơ 2.5 tăng áp và động cơ 2.5 hút khí tự nhiên. Thông số kỹ thuật của Sonata mới chưa được nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc tiết lộ. Theo như một số nguồn tin từ truyền thông quốc tế, thì bản động cơ 2.5 lít hút khí tự nhiên sẽ có công suất 191 mã lực, bản động cơ Hybrid đạt công suất 192 mã lực, trong khi bản N-Line tạo ra công suất 290 mã lực. Hyundai cũng công bố một số cải tiến về độ bền, độ rung và tiếng ồn trên Sonata 2024. Theo hãng xe Hàn Quốc, mẫu xe đối thủ của Toyota Camry sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào mùa đông năm nay. Giá bán của mẫu xe này vẫn chưa được tiết lộ.